cạnh đây chúng ta có một cái tác phẩm tranh cổ nữa. Tranh cổ này, thân rễ của nó bám rồi. À đấy à. Cây này thì đẹp rồi. Bạn cho mình xin cái kích thước đi. Hành này chỗ này của nó là 150 mét rưỡi. Rồi. Cao là 1 mét. Thân tay cành chia rất là hài hòa. Cái này giao như thế nào bạn? Cây này kín giá đi, giấu giá. À, giấu giá. Ok. Cây này lại giấu giá một chút, ai cần liên hệ. Ok bạn, đấy chúng ta vào trong này có những cái tác phẩm đẹp đúng không? Vâng. Đấy, chúng ta sẽ tranh thủ đưa những cái tác phẩm đẹp lên để cộng đồng yêu cây được ngắm đây. Cây họ thấy cây này có những cái tay bay rất là một cây xanh thuật. Này. Cây này mới về đó. Mới về luôn à? Vâng, cây này cây mới về. Đây tặng bạn là cây ba thân, nhưng đây quý vị nhìn này. Cái thân chủ này, có cái tay bay đẹp không? Tay bay chấm hết luôn. Chấm hết, quá đẹp nhỉ. Tán vào đây, dẫn trên này cậu nhìn có đẹp không? Đẹp chứ. Tác phẩm xanh đẹp, tuyệt vời. Bạn cho mình xin cái kích thước đi. Chiều cao này, chiều cao, cao rộng này được, sợ bạn khó. 1m57. 57. Chiều rộng chắc khoảng 2,5 mét quý vị ạ. Rộng chậu à? Rộng chậu cái tán này à? Không phải, cái này cái có cái tay bay quý thì phải đo cái tay. Đo tận trên này chứ gì? Đây cậu. Hoặc là bạn đặt ở dưới cũng được, cân nó xuống được. Ôi, nữa ra nữa ra. 2,5 mét đúng chuẩn luôn đấy. Đấy, đúng rồi, mắt cậu đoán chuẩn đấy. Đây này. Có con mắt thẩm mỹ có khác. Đây quý vị này. Đây, chúng ta nhìn cái đoán quá chưa? Cái ngọn này. Tay bay ra đẹp không? Cái này giao lưu nào bạn? Giá là 70 triệu ạ. 70 triệu. Vâng. Đấy. Đây quý vị chỉ có 70 triệu. Bạn giúp hộ mình cái cửa này vào đấy. Đấy để chúng ta ngắm đầy đủ cái thân của cái cây. Đây quý vị ạ, vừa em quay chéo chéo. Đây quý vị nhìn này, đây ạ. Từ kể cả cái tay bay của cái thân bên ngoài, thân gọi là thân thứ hai đi. Nó là đường chạy, thân bay quá đẹp. Quá đẹp, quá chuẩn. Phần trên này. Đẹp. Đây quý vị, cây này rất là có hồn, có thần nhé. Chúng ta về chỉ cần luyện để cho nó mịn màng, già hơn. Bộ bông răm nó mịn màng, sạch sẽ hơn thì cây này ra sân chơi thoải mái được. 70 triệu bạn nhỉ? 70 triệu. Ok. Chúng ta sẽ đến với lại tác phẩm tùng. Tùng đi. Song thúc. Đây tùng. Đây là tùng ta rồi. Đây là tùng ta mà. Tùng ta bạn ạ. Đây mới gọi là dáng phu thê đây này. Đấy. Ôm ấp vào nhau này chứ. Đúng dáng phu thê luôn, chuẩn luôn đúng rồi, đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đấy. Cái bệ này. Đây. Bạn cho mình xin cái bệ này đi. Cái bệ bên dưới này đi. Đấy. Chỗ này nhé. Ừ. Thân của cái bệ này 72 đi. 72. Được rồi, chiều cao. Cao 1m3. Hai mét ba đến 2,5 mét, kéo rộng, kéo nữa ra bạn ơi, kéo ra tận đỉnh bên này, cộng thêm 2,5 mét, dáng bay 2,5 mét chuẩn luôn, để cậu thọ nhìn chuẩn đáo để nghệ nhân cây có khác vẫn trên cây. Ok, giá cây này bao nhiêu? Giá là 38 triệu. 38 triệu, dáng tùng phu thê, rất là đẹp và hoàn thiện. Chúng ta chỉ việc bê về chơi và không phải làm gì nữa. Và tùng này được cái chơi rất nhàn quý vị nhé. Chúng ta không phải cắt nhiều như xanh, si. Tùng chơi rất bền. Nhiều năm, có thể một năm chúng ta chỉnh một chút thôi. Là lại tiếp tục chơi, chơi bền bỉ truyền đời được. Ok, chúng ta sẽ đến với lại cây dưới đi bạn này. Một tác phẩm dưới này. Dưới này cái gốc.
một tác phẩm phẩm ruối hoàn thiện rồi. Độc lạ đấy. Và riêng ruối thì lúc nào cũng là độc lạ. Độc lạ luôn. Không thể làm được. Của nó này. Bạn cho mình xin cái chiều cao đi. Chiều cao. Cao của nó 1m2. 1m2. Thân cây này to lắm. Đây, để tớ vòng cho mình cái tớ hỗ trợ. Đây. Khoảng của cái chỗ vị trí này là 2m. 2m đấy. Ừ. Từ trên xuống dưới một cây hoàn thiện. Cây ruối. Cái này giao lưu bao nhiêu bạn? Giao lưu là 50 triệu ạ. 50 triệu. Một cây ruối đẹp cực kỳ luôn. 50 triệu. À đây, chỗ này có vẻ là trở thành mặt chính là hợp lý này. Chỗ này mở này. Đấy. Okay. Một cây ruối 50 triệu quý vị nhé. Rất là cây ruối đa thân, rất nhiều thân. Thân pháp chạy dị, tự nhiên. Bông tàn đã kỹ rồi.